tiểu chuông cháu nói xem hồng hồng nhà cô bị mê muội rồi phải không cô làm sao thế không giấu gì cháu trước tết cô tưởng thích mục muốn lừa nó cưới cậu ta nên chắc cháu mới gọi báo cô giờ cô mới biết do hồng hồng nhà cô tư tưởng nó sai lệch nó không hòa nhập được với ai nó muốn đoạn tuyệt với đời sao tiểu chu ở cơ quan chắc có gặp cô gái như vậy không thường thì sếp như cháu xử lý thế nào làm công tác tư tưởng thế nào vẫn là báo người nhà người ngoài không tiện can thiệp quá nhiều vào việc riêng